Xin chào các bạn. Xin chào Hiện Bùi, xin chào Ngọc Nguyễn, Thanh Xuân Đỗ. Lưu Thúy này là những khán giả mà đã đầu tiên vào xem livestream cùng Quốc Sáng. Xin chào Trần Việt Ánh, xin chào Mai Thiết. Xin chào bạn Phạm Vũ Thế Trung. Hy vọng là các bạn sẽ share thật nhiều cái cho các bạn khác cái video trực tiếp này để các bạn có thể là vào cùng comment với Quốc Sáng để cùng hỏi về thông tin thời tiết nhé. Ngày hôm nay thì sẽ rất có rất nhiều thông tin thời tiết đáng chú ý cho những ngày tới. Đặc biệt là các khán giả ở miền Trung thì cần phải hết sức lưu ý thời tiết những ngày tới. Xin chào Bảo Ngân, Hoàng Vũ, Nhi Thảo, Hùng Phan. Xin chào Dũng, Nguyễn Huy. Xin chào bạn Trần Thị Hoài. Xin chào bạn Khánh Lào Cai này, Thanh Xuân Đỗ, Phạm Bình Dương này. Thời tiết thì ở miền Bắc thì các bạn có thể yên tâm là trong suốt tuần này thì trời sẽ không mưa đâu ạ, mà sẽ vẫn là cái trạng thái nắng hanh đặc trưng của mùa thu miền Bắc. Đến buổi sáng thì chúng ta sẽ thấy lạnh, còn buổi trưa chiều thì trời sẽ nắng nhiều. Nguyễn Hải Kiên ơi, từ nay đến cuối tuần Bắc Ninh không mưa đâu bạn ạ. Các khán giả ở miền Trung thì cần phải hết sức lưu ý đó là mưa sẽ tạm giảm trong ngày mai. Thế nhưng mà từ đêm, tức là đêm ngày mai thôi là khả năng là mưa sẽ quay trở lại. Lê Đồng, thời tiết Hà Tĩnh à? Hà Tĩnh thì khả năng là cũng không mưa nhiều, mà ở miền Trung thì sẽ mưa nhiều ở khu vực từ Quảng Bình cho đến Khánh Hòa. Cảnh báo là khả năng là từ mưa nhiều nhất là sẽ là từ ngày kia cho đến hết ngày 16 tháng 10, do là hiện tại thì có một vùng xoáy thấp đang hình thành ở trên Biển Đông rồi, và khả năng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái khu vực miền Trung của nước ta. Từ ngày kia cho đến ngày 16 tháng 10 thì ở miền Trung sẽ lại có mưa lớn trở lại. Như vậy là miền Trung sẽ phải hứng chịu mưa, lũ chồng lũ nữa. Bạn Diệu Hoa ơi, mưa thì phải từ đêm ngày kia, đêm mai ngày kia, bắt đầu từ ngày kia thì sẽ mưa nhiều ở miền Trung. Tây Nguyên mai mưa không bạn ơi? Bạn Lê Hùng ơi, ngày mai thì ở Tây Nguyên cũng mưa về chiều bạn nhé. Nghệ An thời tiết vài ngày tới thì cũng mưa nhiều đâu bạn ạ. Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa thì nó sẽ ít mưa hơn. Còn ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Khánh Hòa thì sẽ là trọng tâm mưa từ ngày kia đến hết ngày 16 tháng 10 các bạn nhé. Cảnh báo là lượng mưa có thể lên tới là 200-500mm và có nơi là trên 600mm cơ ạ. Vì thế mà các khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa thì khả năng lại lũ sẽ lên cao và gây ngập lụt ở nhiều nơi. Mai Huế mưa cho em, Mai Huế thì khả năng là sẽ chưa mưa nhiều đâu anh ạ, và phải từ ngày kia thì sẽ mưa nhiều trở lại. Lạng Sơn, Bắc Giang thì bạn Nguyễn Trường Oanh khả năng là sẽ ít mưa thôi và nắng nhiều trong cả những ngày tới. Tài Nguyễn ở Đắk Lắk thì khả năng là cũng có mưa to trừ ngày kia đấy. Ngày kia đến hết ngày 16 tháng 10, tức là cùng chung với miền Trung. Phạm Linh ơi, tình hình thời tiết ở Phú Yên thì cũng vậy đấy, mưa từ ngày kia đến hết ngày 16 tháng 10 nhá. An Nguyễn ơi, nghe bé quá, mình ngồi gần mà. Các bạn ở miền Trung phải lưu ý là từ ngày kia
đến hết ngày 16 tháng 10 thì sẽ có mưa rất lớn đấy ạ, 200 đến 500 mm cơ ạ, và có nơi thậm chí còn trên 600 mm. Vì thế mà tình trạng ngập lụt thì khả năng sẽ xảy ra trên diện rộng do là lũ lên cao. Cùng với đó là nguy cơ về sạt lở đất ở vùng núi nữa. Bắc Ninh nắng hanh đến bao giờ? Bắc Ninh nắng hanh đến tận hết tuần cơ ạ. Miền Bắc thì sẽ tiếp tục là nắng hanh thôi, nắng hanh trong nhiều ngày tới cơ ạ. Và lạnh về đêm và sáng, còn buổi trưa chiều thì sẽ nắng nhiều và rất hanh khô. Độ ẩm như ngày hôm nay ở Hà Nội thì chỉ khoảng là 30% mà thôi. Ở miền Trung thì có sáng xin nhắc lại, đấy là từ ngày kia đến ngày 16 tháng 10 thì lưu ý là sẽ có mưa lớn trên diện rộng từ Quảng Bình đến hết Khánh Hòa. Lượng mưa có thể lên tới là 200 đến 500 mm và có nơi là trên 600 mm, tức là một lượng mưa rất là lớn. Mà mưa chút xuống như vậy mà trong bối cảnh là ở nhiều khu vực ở miền Trung thì vẫn đang bị ngập lụt do là đợt mưa lũ những ngày vừa qua, đặc biệt là khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi hay là Bình Định, Phú Yên thì nhiều nơi vẫn đang ngập. Khả năng là miền Trung sẽ phải hứng chịu mưa, lũ chồng lũ trong những ngày tới. Vì vậy mà những quý vị ở đây thì hết sức chú ý nhé. Các bạn hãy cũng hay có người thân ở đó thì hãy thông báo cho người thân cũng như là người nhà ở khu vực đó để chủ động các biện pháp. Chúng ta phải di rời những cái tài sản lên cao hoặc là di rời cả người và tài sản lên những khu vực an toàn. Ở khu vực Tây Nguyên thì cũng sẽ có mưa lớn từ ngày kia đến hết ngày 16 tháng 10 giống như ở miền Trung. Còn ở Nam Bộ thì chiều cường thì đã xuống qua đỉnh rồi nhưng mà vẫn rút rất là chậm, vì thế mà trong 1 đến 2 ngày tới thì khả năng là vẫn còn xảy ra ngập úng do chiều cường, nhất là ở khu vực Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh hay là khu vực ven biển miền Tây thì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chiều cường. Như vậy là miền Bắc thì là có nơi có thời tiết đẹp nhất, trời sẽ nắng hanh trong vòng ít nhất từ giờ đến cuối tuần là sẽ tiếp tục là nắng hanh, ngày nắng còn đêm thì lạnh. Còn miền Trung thì sẽ có một ngày tạm giảm mưa trong ngày mai, thế nhưng mà từ ngày kia đến hết ngày 16 tháng 10 thì sẽ lại bước vào một đợt mưa lớn mới và dự báo là lượng mưa có thể lên tới là 200 đến 600 mm cơ. Và khả năng là lũ lại lên cao và ngập lụt ở nhiều nơi của miền Trung. Thực sự là bà con miền Trung rất là vất vả vì những ngày vừa qua thì đã có mưa lũ rất là cao rồi, đã ngập rất là nhiều nơi rồi. Tuy nhiên thì trong những ngày tới thì lại phải tiếp tục hứng chịu những cái đợt mưa lớn mới. Thắc mắc cái thời tiết ở đâu không ạ? Đợt này thì có vẻ như là Facebook nó bóp tương tác, vì vậy mà cái lượng khán giả xem cũng như là comment thì hiện lên rất là ít ấy. Vì vậy mà hy vọng là các bạn cũng share thật nhiều cái clip này để có thể nhiều người cùng vào xem nhé. Quốc Sáng xin tổng kết lại thời tiết một chút để các bạn vào sau có thể nắm bắt được nha. Tức là miền Bắc thì sẽ tiếp tục là nắng hanh trong từ giờ đến hết tuần. Vì vậy mà thời tiết nói chung là nhìn chung là ở miền Bắc là ổn định nhất. Không có mưa, nắng nhiều, đêm và sáng trời lạnh, còn ban ngày trời nắng. Còn ở miền Trung thì lưu ý nhất là miền Trung, tức là từ ngày kia đến hết ngày 16 tháng 10 thì ở khu vực này sẽ lại tiếp tục phải hứng chịu một cái đợt mưa lớn mới với lượng mưa rất lớn lên tới là 200 đến 600 mm. Và cảnh báo các sông từ Quảng Bình đến hết Phú Yên thì lũ lại lên cao và sẽ gây ngập lụt ở nhiều nơi. Vì vậy mà quý vị sinh sống ở miền Trung từ khu vực Quảng Bình đến Phú Yên phải hết sức chú ý nhé, là mưa lớn lũ lụt từ ngày kia đến hết ngày 16 tháng 10. Do ảnh hưởng của một cái vùng xoáy thấp có khả năng là mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới,
trong vòng ngày mai nó có khả năng mạnh lên áp nhiệt đới và ảnh hưởng đến khu vực miền Trung. Áp nhiệt đới này thì cùng với lại cả gió đông nữa nên khiến cho cái mưa rất là lớn ở khu vực miền Trung từ ngày kia đến hết ngày 16 tháng 10. Còn ở khu vực Tây Nguyên thì cũng sẽ cùng chung cái đợt mưa lớn với miền miền Trung, đó là từ ngày 10 từ ngày kia đến ngày 16 tháng 10 thì sẽ có mưa lớn ở khu vực đặc biệt là khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Ba cái tỉnh đó, ba tỉnh phía Bắc của Tây Nguyên thì sẽ mưa nhiều hơn. Ở Nam Bộ thì chiều cường vẫn ở mức cao trong 1 đến 2 ngày tới. Vì thế mà tình trạng ngập úng cũng vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt ở những khu vực trũng thấp ven sông của Cần Thơ hay là thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nó bị máy nó bị Nguyễn Văn Sơn, Hà Nội thế nào? Bạn ơi, Hà Nội thì vẫn nắng hanh trong những ngày tới thôi. Nắng hanh hết tuần này bạn ạ. Hoàng Linh ơi, Đắk Lắk sẽ có mưa lớn từ ngày kia đến hết ngày 16 tháng 10 nhá. Mưa đợt này lớn lắm, ở miền Trung mưa có thể lên tới là 600 mm, khả năng là lại gây ngập lụt và lũ lụt ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực từ Quảng Bình đến hết Phú Yên, tức là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên là những cái tỉnh mà sẽ phải hứng chịu mưa lớn, lũ lụt trong những ngày tới. Trước khi kết thúc bản livestream ngày hôm nay thì Quốc Sáng cũng xin tổng kết lại thông tin thời tiết cho các bạn vào sau có thể nắm bắt nha. Đó là miền Bắc thì sẽ tiếp tục là nắng hanh từ giờ đến hết tuần. Các bạn có thể yên tâm là trời không có mưa, trời sẽ nắng nhiều như ngày hôm nay thôi. Và ban đêm và sáng thì trời sẽ lạnh, còn ban ngày thì trời nắng ấm. Nhưng mà rất hanh khô, độ ẩm hầu hết là sẽ dưới 50%. Còn ở miền Trung thì đáng chú ý nhất là thông tin mưa lớn và lũ lụt sẽ tiếp diễn, đặc biệt là từ ngày kia đến ngày 16 tháng 10 do ảnh hưởng của một cái vùng áp thấp ở trên biển Đông và có khả năng là mạnh lên thành áp nhiệt đới trong vòng ngày mai thôi. Ngày mai khả năng sẽ mạnh thành áp nhiệt đới và sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền Trung. Thì sẽ gây mưa lớn từ ngày kia đến hết ngày 16 tháng 10 với tổng lượng mưa lên tới là 500-600 mm và khiến cho cái việc lũ các sông có khả năng là dâng cao và gây ngập lụt ở nhiều nơi. Còn ở Nam Bộ thì tình hình mưa thì cũng không nhiều nhưng mà chiều cường thì rút chậm nên là 1-2 ngày tới thì khả năng là vẫn gây ngập ở những cái tuyến đường trũng thấp của thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và một số những cái tỉnh thành ven biển của miền Tây Nam Bộ. Và đó là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong của cả ba miền trong những ngày tới. Hy vọng là các bạn đã kịp nắm bắt thông tin thời tiết cho mình, cũng như là có thể là share cho bạn bè hoặc người thân ở những khu vực mà nhất là khu vực miền Trung thì rất là cần phải lưu ý trong những ngày tới. Quốc Sáng cũng xin kết thúc bản livestream ngày hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản livestream khác nhé. Xin chào.